Kalau kau pakai RZ, jangan lupa letak tuti. Kalau kau pakai RG, jangan lupa letak tuti. Unte, nanti moto kau macam unte. Kau nak marah-marah-marah merah mate. Semua pecah, piston pecah, belok pecah, muka pecah. Những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay, cho nó nằm bê xe lết ngoài đường ngay. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn.